Và Brion chốt luôn con tướng cuối của mình là Yumi. Đây là cái đội hình mà nó hơi cũ một tí. Đây là một cái đội hình rất là căn bản của giai đoạn MSI 2022 từ bên phía của Brion với Ahri Wukong là những cái mũi nhọn chủ đạo trong việc mở những pha giao tranh. Wukong có thêm sự hỗ trợ đến từ Yumi, và ngoài ra còn có Wen với những tình huống tạo thế cộng kim chẳng hạn, và Ezreal tự mình vận hành. Trong khi đó thì đội hình của Nông Sim khá là thú vị. Họ đang từ Rion vẫn đang trên hành trình tìm kiếm chiến thắng đầu tiên của mình ở tại LCK mùa hè năm 2022. Và vật cản trước mặt họ là bên phía Nông Sim thì đã giải quyết được 50%. 50% còn lại là điều mà bên phía của Brion chưa từng làm được ở tại mùa giải này, khi mới chỉ có được một ván thắng ở tại giai đoạn lượt đi. Và đó là trước bên phía của Hàn Quốc Live Sports. Ta đến ngay với ván đấu thứ hai. Morgan chưa phát hiện ra vị trí đứng đến từ Xavi. Nhưng mà liệu có đủ sát thương dứt điểm hay không? Họ đang cố gắng cân nhắc xem là liệu có đang có ai ở sau hay không. Họ xác định là không, họ lao lên tấn công vào Morgan, người đang bắt buộc xe chỉ luồng kim để có thể làm chậm đối phương, sử dụng tốc hành để có thể bỏ chạy. Tốc độ di chuyển của ta khá nhanh, pha tốc biến dứt điểm từ Kanna, và đó sẽ là chiến công đầu cho Xavi. Một pha di chuyển lách tầm nhìn khá khéo đến từ người chơi rừng bên phía của đội Red Frost và trực tiếp mang lại chiến công đầu dành cho họ. Mạng rơi vào chính tay của anh ta. Hơi tiếc một chút là Corki của BDD cho tình huống di chuyển lên cánh trên thì anh ta không thu lại được một điểm hỗ trợ và đã bỏ mất đi một lớp đất trụ cùng với một đợt lính tại khu vực giữa. BDD đã nhanh chóng phải dịch chuyển trở lại khu vực này, còn đường dưới đang có một pha tấn công của Red Frost nhưng áp lực của anh ta không đủ lớn để làm khó được một Ezreal còn dịch chuyển của họ. Áp lực của Kanna đang khiến cho bên phía Rion phải đẩy dần người lên khu vực cánh trên để có thể hỗ trợ cho Morgan giải tỏa sức ép. Kanna đã thấy được tình huống nguy hiểm, anh ta vẫn đang bị giữ chân lại, bật luôn cả chiêu cuối để có thể rút lui về, vẫn đang dính xe chỉ luồng kim. Ti bắt đầu vào vị trí, họ quyết định là sẽ tổ chức pha băng trụ và lấy được điểm hạ gục, sau đó rút lui ra không mất một ai cả. Vì anh ta né thành công cú hôn gió đến từ Lava, và hiện tại thì ngưỡng máu đến từ Lava vừa bị mất đi tương đối, cùng với đó là áp lực đến từ con Corki đang cầm gói hàng của BDD. Thì đó sẽ là một tiếng gọi luôn cả sứ giả để áp lực cùng với hướng tới con rồng nguyên tố thứ hai của ván đấu đến từ Nông Sim Red Frost. Họ đang có rất nhiều tiền để làm điều đó. Đứng dưới thì cặp đôi Ghost cùng Red Frost cũng đang thực hiện được khả năng đẩy trước so với Ezreal và Henna. Và đây đúng là một con rồng mà bên phía Nông Sim sẽ lấy nó một cách dễ dàng. Vừa rồi thì họ vừa gây được áp lực một chút xíu về phía của BD, người chưa vào vị trí để có thể bắt đầu kéo máu. Kanna cũng từ cánh trên di chuyển xuống, đường ra của BD hơi mạo hiểm một chút xíu, do đó anh ta phải đi một cái đường vòng an toàn hơn về hướng với những người đồng đội của mình. Hai bên bắt đầu vào vị trí và Brion đang có ý định mở cánh với Ti và Lava đứng. Và Big Bomb rồi của BD không chuẩn xác, anh ta đang bắn không chính xác lắm trong những tình huống cấu máu của mình. Sứ giả còn khoảng chừng 2.000 máu ở trong khu vực hang sứ giả. Ti đã vào vị trí và ta đánh thẳng vào tuyến sau, nhắm vào Ghost. Đội hình của bên phía Nông Sim họ có đủ sát thương trả ngược lại với chiêu cuối của Kanna, nhưng người đầu tiên nằm xuống chính là Kanna, sau đó Wen của Morgan cũng phải trả giá. Mỗi bên mất một người. Ghost đang lao lên bắn chung với đồng đội của mình và bắt được delay. Điểm hạ gục thứ hai, thứ ba dành cho bên phía của Nông Sim. Ferrion vừa có tình huống băng vào rất mạo hiểm và họ đã bỏ qua hoàn toàn con sứ giả thứ hai để có thể giao tranh. Giành lấy phần nào đó nhiều sự chủ động hơn sau tình huống giao tranh vừa rồi, họ có được tất cả mọi thứ mà họ muốn. Họ có được con sứ giả thứ hai và có luôn cả thắng lợi trong giao tranh. Với điểm hạ gục được chia, tôi nghĩ là chia cũng đều. Khi mà toàn bộ đội hình của phía Nông Sim trừ Kanna thì đều đã có những cái mạng của mình. Và như đã nói thì việc bạn cầm con sứ giả thứ hai này đối mặt một cái trụ không còn nhiều máu nữa sẽ là một cái trụ miễn phí. Ron quyết định tổ chức một pha tấn công của cánh trên nhắm vào Kanna. Ba người cùng lao vào, họ cũng mất khá là nhiều thời gian mới có thể dứt điểm được Kanna, nhưng nguyên một đường giữa của họ đang để hỏng. Và tôi không nghĩ rằng Morgan có đủ khả năng để phòng ngự pha này. Sứ giả đã hút và đem về cho bên phía của Nông Sim trụ đầu tiên, và khả năng là nó sẽ hút tiếp vào cái trụ thứ hai. Sát thương của họ cũng sẽ đủ để lấy về hai trụ. Hai trụ này là hai trụ hướng tới rồng vô cùng thông thoáng cho bên phía của Nông Sim. Và Fabian đã chấp nhận bỏ rồng. Họ đang muốn quét sâu lên khu vực đường chơi đối phương để có thể gỡ trụ. Tất nhiên là với sứ giả thì Nông Sim sẽ là những người giải quyết trụ nhanh hơn, nhưng họ sẽ có thêm mục tiêu lớn khác, đó chính là con rồng nguyên tố thứ ba của bán thi đấu này, là rồng hai dành cho họ. Bản đồ không phải là bản đồ quá đẹp về linh hồn rồng với linh hồn rồng gió. Tuy nhiên cũng có những vị tướng đến từ phía Nông Sim tận dụng tốt được cái linh hồn rồng này, với con Kennen của Kanna sẽ được hưởng lợi khá nhiều với tốc độ di chuyển gia tăng thêm khi anh ta kích hoạt cái bão sấm sét. Còn bên phía của Fabian thì chắc là cũng phải chấp nhận thôi. Họ vừa có được hai trụ khu đường trên, họ vừa có được một mạng của Kanna để phần nào đó gỡ lại thế trận sau khi để mất sứ giả. Bởi vì anh ta sẽ là nguồn sát thương chính trong những tình huống làm mềm đối phương trước khi mà bên phía Brion có thể tổ chức những pha mở. Ti đang đứng chiếm ngự cái bụi cỏ đó, nhưng Kanna cho một quái phi tiêu và Ti mất rất là nhiều máu. Sức mạnh của con Kennen lên full sát thương được thể hiện khá là rõ, và những pha xử lý của BD bắt đầu tốt hơn. Anh ta bắn trúng hai cái big bomb trong một vài phút vừa qua.
anh ta cần phải làm điều đó thật sự tốt, bởi vì phía bên kia đang là một con Ezreal có hồi phục đến từ Yuumi. Và rồng thì nó đang nằm trong tầm tranh chấp 50-50 đến từ cả hai người trên rừng. Lại lập quả bom nữa tốt đến từ VD, nhưng anh ta chỉ còn lại duy nhất một cái tên lửa định hướng trên người mà thôi. Anh ta có gói hàng để có thể mở giao tranh, nhưng hiện tại anh ta lại không có giáp thiên thần để có thể băng vào cách mạo hiểm. Con rồng thì sao đây? Pha cạnh tranh trừng phạt thành công từ bên phía Rion, và ha hôn gió khiến cho Effort buộc phải dùng chiêu cuối cứu đồng đội của mình về. BD cũng đang lui ra, bên phía Rion tràn lên, nhưng họ lại gặp khó với Kana. Kana dính một pha kiệt sức tương đối tốt và sau đó ta bị vô hiệu hóa. Tình huống xử lý cực kỳ nhanh của D-Line. Ghost thì đã hết năng lượng và ta buộc phải tốc biến lui về. Bên phía Rion vẫn đang tràn lên, pha tốc biến hôn gió không thành công nhưng nó vẫn giữ được chân Effort lại. Ghost né khỏi cung ánh sáng. Nông Sim vẫn có ý định phản công, nhưng cuối cùng phải giao tranh kết thúc với chỉ một mạng dành cho bên phía của Rion. Con Ari này hơi bị nhiều sát thương đó ở trong những tình huống giao tranh, và yêu cầu dành cho hai bên thì nó đúng như chất đội hình của họ mà thôi. Ở trong những tình giao tranh tiếp theo, Nông Sim chờ đợi bên phía BD cẩu máu, còn Rion thì sẽ canh mở với những pha lao lên của bộ ba Lava, Morgan và Umti với sự hỗ trợ của D-Line. Bên phía của Rion cũng sẽ có câu trả lời từ những câu pha kéo máu đến từ Henna nữa, và điểm hẹn lại là khu vực hang rồng. Đây sẽ là con rồng nguyên tố thứ 5 của ván đấu này. Một con rồng bản lề dành cho cả hai, và để xem Đông Sim hay Fabian sẽ là những người kiểm soát nó tốt hơn. BD vẫn đang án ngữ tại khu vực đứng giữa với ý đồ đó là farm thêm một vài đợt lính và có được cơ động 16. Và để xem áp lực đến từ Fabian với 4 người liệu rằng có đủ hay không, họ sẽ có được trụ 2 khu vực đứng giữa của Đông Sim Red Force. Một tiền đề tốt để họ có thể tiến ra rồng, trong khi đó thì Morgan đã ở đây từ rất lâu rồi và Đông Sim đang di chuyển ra để lấy tầm nhìn, họ muốn bắt Morgan. Điều này hơi khó. Bên phía bên kia là một con Gwen cấp độ 15 và còn đó tương đối nhiều tài nguyên. Vẫn chưa có cấp độ 16 cho BD, nhưng ta đã phải về lấy giáp thiên thần cùng với phải di chuyển trở lại với gói hàng rồi. Chậm rồi. Như vậy là họ đã chậm rồi. BD bây giờ ra thì có hơi trễ hay không đây? Ta đang cầm gói hàng góc này là bay thẳng từ đường sông xuống. Nhưng bên phía đội hình của Đông Sim đang bị chia cắt. Tumti dùng chim mồi và cả chiêu cuối để có thể câu giờ phía bên trên. Siêu vi bị hất tung lên và ta đã nằm xuống. Hai mạng hạ gục cho Rion và họ có mạng hạ gục thứ ba. Pha tự sát này của BD sẽ không giải quyết vấn đề nào cả, và ta buộc phải dùng tốc biến để bỏ chạy cả Kana cũng như vậy. Nhưng Tumti vẫn đang lao theo một cách vô cùng mạnh mẽ và Tumti có được điểm hạ gục. Đồng đội của ta đang tràn lên và BD sẽ là người tiếp theo nằm xuống. Và giao tranh hoàn hảo của Rion. Hôm nay cái gì nhập họ thế này? Thực sự thì bên phía Fabian vừa có được một quyết định giao tranh vô cùng chớp nhoáng, và họ đã khiến cho bên phía của Nông Sim bị bất ngờ. Cái cú bấm B về chuyển trở lại với gói hàng của BD là quá trễ, và Fabian đã bắt được cái nhịp trễ đó của đối phương. Họ đã biết rằng BD đang về nhà lấy gói hàng và anh ta dịch chuyển ở một con lính tại khu đứng giữa. Cái khoảng cách mà BD có thể can thiệp giao tranh nó là quá dài, quá xa. Và Fabian đã cắt cửa Umti đứng lại phía sau để chốt chặn BD cùng với Kana. Tất cả mọi thứ đều được Umti làm một cách vô cùng mạnh mẽ và hoàn hảo. Để rồi bây giờ ván đấu đã nằm trong tay của bên Fabian rồi. Họ đang đứng trước cơ hội để có thắng lợi đầu tiên với cái bùa lợi Baron này. Thực sự thì bên phía của Đông Sim Force đây là một kịch bản đã diễn ra nhiều lần tại mùa giải này. Vấn đề không phải nằm ở đội hình, họ đã có một đội hình có Corki và Senna đến thời điểm phút thứ 31 của ván thi đấu. Nhưng những tình huống xử lý cuối trận của họ vẫn thực sự có vấn đề. Vừa rồi là pha cung ánh sáng cho thấy lượng sát thương đến từ Ezreal và Henna là lớn như thế nào ở cấp độ 16, và những tình huống cấu rìa đến từ BD. Bây giờ nó sẽ gặp một trở ngại lớn khi Yuumi của D-Line đang hồi phục rất mạnh, còn Ezreal của Henna bắn vào thì Nông Sim không có nhiều khả năng hồi phục đến như vậy. Bắn rồi. Đường dưới đã tan tành. Cái nhà lính này không tồn tại được nữa. Đợt lính đường giữa thì vẫn đang được giữ bởi Henna, và ngay lập tức bên phía của Brion có thể di chuyển tiếp về. Ghost dính một cú cung ánh sáng và đi hơn nửa cây máu, buộc phải lui ra. Chiến thắng đã nằm trong túi của Brion, vấn đề bây giờ chỉ còn là thời gian mà thôi. Thực sự thì với hai đường lính siêu cấp và Baron, họ đang có cơ hội để tìm kiếm chiến thắng đầu tiên của mình tại mùa giải này. Ui, hồn gió thành công và D-Line, xin lỗi anh Ghost, đã phải nằm xuống trong tình huống này. Nông Sim không có khả năng chống cự luôn, họ vẫn không lao lên được, và Kana quyết định buông chiêu cuối nhưng không giải quyết bất kỳ vấn đề nào cả. Và phần còn lại của bên phía Nông Sim tan vỡ hoàn toàn khi mà Sylvie cộng với lại Effort đã phải nằm xuống. BD là người cuối cùng còn sống sót, nhưng chiến thắng đã thuộc về Brion. Xin chúc mừng Brion với thắng lợi đầu tiên ở tại LCK mùa này. Cuối cùng họ cũng đã nổ hũ rồi. Cuối cùng họ cũng đã nổ một cái hũ 8 với 8 trận thua liên tục từ đầu mùa giải đến bây giờ. Và sự trở lại đến từ Morgan trong đội hình chính thức của Brion cùng với chiến thắng đầu tiên của họ ở tại LCK mùa này là một niềm khích lệ tinh thần rất lớn để họ chuẩn bị cho lượt về. Trận đấu cuối cùng tại lượt đi, và họ đã không để nó kết thúc với tỷ số là 0-9.